Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây là một cái dòng mai thật tình rất là đẹp luôn cả nhà. Đây là dòng mai giảo cánh tròn, một cái form hoa. Trời ơi, cái form hoa nó đẹp gì đâu luôn cả nhà ơi. Hoa của nó sẽ là 8 đến 12 cánh và đặc biệt bông rất là thơm luôn quý cô chú anh chị. Đó, đây cả nhà, giảo cánh tròn hay còn gọi là giảo cánh tròn cái mơn, hoa hơi xấy nhẹ, giá là 100k một cây. Trời ơi, coi bộ đế kìa quý cô chú anh chị. Đế rất là đẹp luôn nha. Đó, đây. Rồi, chiều cao của cây thì tầm khoảng 2 đến 30 cm thôi cả nhà. Bên vườn mai em hiện còn số lượng rất là nhiều luôn nha. Nếu anh chị nào lấy 3 cây bên em sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Và đặc biệt, ví dụ như chúng ta muốn lấy nhiều loại vẫn ok nha cả nhà. Ông nội ơi, cái hoa kìa, nó vừa đẹp mà nó vừa nở chùm. Một cái này là cái giống như là cái dạng mà em thích nhất luôn trong các loại hoa cả nhà. Em thì lại thích là form tròn ha, nhìn thấy rất là đáng yêu và dễ thương luôn. Rồi anh chị nào thích dòng giảo cánh tròn này thì hãy alo cho vườn mai của Chết Chè Bông nha cả nhà. Giá là 100k một cây, 3 cây bên em bao ship. Hãy alo cho em nha mọi người ơi.